Má nghe lời con.
Má về đi. Về đâu? Má về dưới quê đi. Lần trước má lên á, người ta nói má ăn cắp mấy ký gạo đó. Trời ơi, tôi lên đây cũng không con tôi mà. Con nói má rồi, ăn ăn hết thôi. Lúc má lên đây á, má có 40 ký à. Mà bây giờ má 100 mấy. Má lớn tuổi rồi, má nghe lời con. Gặp ngoại đó. Ngoại đâu? Sao lưng. Má mày đâu có ăn cắp mấy lít đâu. Cái tạng ăn cắp mấy bao lần nha. Má nhét trong bụng cái lần đi cũng mày hay chứ á. Thôi mình sổ đi nha con. Rồi xíu xíu nữa má mày cắp cái khác mà tao tính tiếp. Rồi vô. Bữa sau má lấy một bao thôi. Con số 1. Vừa. Con số 1. Con số 1. Con số 1. Number 1. Con số 1. Mày gì ra mày. Rồi đã có mừng chuyên gia đồng nhạc của Dream Fest sẽ bỏ tờ lá vé. Bên trên chúng em kiểm tra tờ lá vé nha.